Thưa quý vị, về chuyện bầu cử quốc hội mấy ngày nay tại Việt Nam, bác Ngô Trường An có một loạt các cái tút nhỏ trên Facebook là những mẫu chuyện, những đối thoại, những suy nghĩ góp nhặt chung quanh cái đề tài này. Và hôm nay anh Chi cũng như TTV xin phép bác Ngô, à không, bác An. Mình là người Việt gọi tên chứ không gọi họ. À, giống như anh Chi cũng muốn gọi ông kia là ông Minh chứ không phải là ông Hồ. Thì hôm nay anh Chi và TTV xin phép bác An giới thiệu đến khán giả một loạt các cái tút ngắn của ông. Vài câu đối thoại á, bác ấy cố tình để nguyên giọng vùng miền. Anh Chi cũng xin cố thể hiện cho đúng cái chất bài viết và xin đồng bào của các vùng miền ấy thứ lỗi nếu mà anh Chi có lỡ nói không chuẩn hay là diễn không tới. Bác Ngô Trường An viết như sau: nhất cử lưỡng tiện. Mấy hôm nay liên tục nhận tin nhắn của Ủy ban Bầu cử Quốc gia với nội dung sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đạo đức tài năng để bầu vào vị trí này kia kia nọ. Ôi trời Phật Thánh Thần ơi, từ khi vua Hùng dựng nước đến nay, tôi chưa hề thấy mấy ông mấy bà ấy, thì làm sao mà sáng suốt mà biết được ông nào tốt bà nào tài kia chứ. Mấy ngày ấy đã không hề tiếp dân mà cũng chẳng hề mở diễn đàn trên mạng xã hội, đăng bài hay livestream nói chuyện, nói rõ mục đích. Nếu mình trúng cử thì sẽ làm gì? Đề xuất đảng nhà nước đưa ra chính sách gì? Chủ trương gì trong giai đoạn sắp đến để mà cải thiện tình hình đất nước? Mỗi đại biểu, đảng chỉ đưa lên một cái bản tiểu sử cá nhân thì nói lên được điều gì cơ chứ? Trình độ học vấn à? Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cũng học hàm học vị đầy mình đó chứ. Được đảng nhà nước trao tặng nhiều huân chương, huy chương à? Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung rồi cũng đầy dẫy huân chương, huy chương được nhà nước phong tặng đó sao? Bởi vậy, khi ta chưa được tiếp xúc với người nào và chưa từng nghe họ nói những gì, thì dù có sáng suốt đến đâu cũng không thể hiểu về họ được. Mà tôi nghĩ cũng lạ nha, thưa quý vị ha. Khi cần hợp thức hóa một chủ trương, một chính sách nào đó, thì đảng hô hào người dân sáng suốt, người dân đồng tình, người dân tin tưởng, người dân chọn lựa, ủng hộ này kia kia nọ. Nhưng mà khi không muốn đưa ra chính sách gì thì đảng viện dẫn lý do rằng do dân trí còn thấp nên chưa thể đưa ra chủ trương đó. Ví dụ như chưa ban hành luật biểu tình vì dân trí chưa cao, cái này là ông đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước ông nói nghe. Rồi đề xuất nghi phạm được giữ quyền im lặng thì đại biểu Quốc hội Trịnh Xuyên hùng hổ bảo rằng trong giai đoạn đất nước hiện nay, trình độ dân trí nhận thức như thế mà quy định quyền im lặng là rất vô nghĩa, gây khó khăn cho cơ quan tố tụng, tính nghiêm minh pháp luật không cao. Hay như cái đề xuất ban hành luật trưng cầu dân ý, đại biểu Quốc hội Hà Minh Huệ chặn ngang luôn. Dân chủ của ta có hạn, dân trí còn rất thấp, số người dân trí cao chỉ là thiểu số thôi. Trưng cầu dân ý có khi gây hại, không nên tùy tiện. Ồ má ơi, sao đảng không cho người tuyên bố là vì dân trí còn thấp nên nhân dân ta không thể sáng suốt bầu cử được. Thay mặt nhân dân, đảng chọn luôn cho tiện đôi đường. Như vậy, nhân dân khỏi phải tốn công đi bầu, còn đảng thì khỏi phải mang tiếng là mị dân. Nhất cử lưỡng tiện như thế, tại sao không thực hiện hả? Trên VTC News đó, thưa quý vị, có đăng một cái ý kiến của chuyên gia Việt Nam nói rằng hiện tượng một người đi bỏ phiếu thay cho cả gia đình là thể hiện sự vô trách nhiệm với bản thân và với đất nước. Bác An, ổng phản biện lại như sau. Một người đi bỏ phiếu thay cho cả nhà không chỉ thể hiện sự vô trách nhiệm của bản thân mà còn với đất nước. Đây là cái câu nói hết sức xàm xí của cái lão chuyên gia dẻ rách nào đó. Bà mẹ nó, một người trong gia đình đại diện cả nhà đi bỏ phiếu theo nguyện vọng của cái gia đình đó thì vô trách nhiệm với bản thân, với đất nước là sao? Vậy thì 500 đại biểu quốc hội lấy tư cách gì mà đại diện cho 100 triệu dân bầu tứ trụ vào triều đình cơ chứ? Cha mẹ cụ kỵ của mấy ông mấy bà đại biểu quốc hội ấy cũng thuộc diện vô trách nhiệm với bản thân, với đất nước à? Không phải đại biểu quốc hội đại diện cho cha mẹ dòng tộc nhân dân địa phương bầu các chức vụ thủ tướng, chủ tịch nước đó sao? Ông so bì với những cái quốc gia đa đảng sao được? Có thể trong gia đình ông chồng thích đảng Cộng Hòa, bà vợ thích đảng Dân Chủ. Bởi vì mỗi đảng có một đường lối điều hành đất nước khác nhau. Ví dụ như Mỹ đi, đảng Cộng Hòa không cho phá thai nhưng mà đảng Dân Chủ thì cho phép. Cái điều này kích thích những cái kẻ thích chịch nhưng mà không thích đẻ thì họ bầu cho đảng Dân Chủ. Còn những người không có muốn giết người dù là bào thai thì họ lại thích đảng Cộng Hòa, đại khái như vậy. Trong khi đó, ở Việt Nam, chỉ duy nhất một đảng mà chủ trương của đảng là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mà những người được đảng cử lần này cũng là những cá nhân đơn lẻ. Dù ông nào trúng cử cũng phải làm theo chủ trương đường lối của đảng chứ có làm khác được đâu. Bởi vậy trong 10 người bỏ đi một hai người thì cũng thế thôi.
Tóm lại là nếu mỗi người ứng cử có một tư duy khác nhau, cách quản trị đất nước khác nhau thì mới có thể bàn bạc hay tranh cãi. Còn nói như loa phường mấy tháng nay rằng chọn người đủ tài đức đại diện ý chí nguyện vọng để đi bầu. Ồ, vậy thì nhà tôi cũng chọn người đủ tài đức trong gia đình đại diện ý chí nguyện vọng của cả nhà đi bỏ phiếu đó, được chưa? Nói như vậy đó mà. Đoạn tiếp, để đáp lại tiến sĩ Nguyễn Bá Dương nói về tính ưu việt của luật bầu cử Việt Nam, bác An viết là đang thiêu thiêu ngủ, mụ vợ lại chìa chiếc điện thoại vào mặt hỏi luật bầu cử Việt Nam ưu việt như thế nào, hiểu không? Tôi mở mắt ra, nhìn vào màn hình, tôi trả lời ưu việt ở cái chỗ là dân chưa bầu nhưng nhiều đại biểu đã biết chắc chắn mình sẽ trúng cử. Mụ vợ lại vặn vẹo, biết dân có bỏ phiếu cho mình hay không mà biết trúng cử. À, thì đó mới là cái tính ưu việt của luật bầu cử Việt Nam chứ. Mụ vợ hầm hè, ông nói bậy bạ coi chừng công an họ bắt đầu đó nghe. Tôi ngồi hẳn dậy phân trần, à để tôi nói cho bà nghe, luật ban hành các chức danh như là chủ tịch nước, thủ tướng, chánh án, thẩm phán, thống đốc ngân hàng, cho đến các bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, vân vân và mây mây. Người nào đương nhiệm các chức danh ấy đều phải là đại biểu quốc hội. Ví dụ, hiện nay ông Lê Minh Hoan là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Ông ta được Trung ương đưa về một thành phố nào đó để ứng cử đại biểu quốc hội. Nhưng mà dân thành phố ấy họ không quan tâm đến cái mảng nông nghiệp, nông thôn, nông dân, cái con mẹ gì hết. Cho nên họ không có chọn ông ta mà dồn phiếu cho các đại biểu khác. Kết quả là dù không được dân thành phố đó chọn nhưng mà ông Hoan vẫn trúng cử đại biểu quốc hội trong nhiệm kỳ này. Bởi vì ông ta vừa được chủ tịch nước bổ nhiệm cái chức bộ trưởng nông nghiệp cũng trong một hội nghị cách đây chưa đầy 2 tháng. Mà bộ trưởng theo luật phải là đại biểu quốc hội. Đấy, đó là cái tính ưu việt của luật bầu cử Việt Nam. Bà còn thắc mắc cái gì nữa không?